Hello nha, hello mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với HT. Thì đây là những con pet của mình. Đấy, những con pet yêu quý của mình. Thì hôm nay mình sẽ tuyển một con pet mới về với gia đình của HT để xem thử cái phản ứng của hai con pet này sẽ như thế nào nha mọi người. Đấy. Giới thiệu của bạn đây là con Bi. Còn con này là con No. Còn con này là con gì? Con này là con Vàng. À, con này là con gà chip đúng không? Con này là con gà chip. Thì các bạn hãy chờ xem thử mình sẽ tuyển thành viên mới nào về với gia đình nhà HT nha các bạn. Ok. Rồi cho cô tí lựa một con. Thích con nào? Bỏ cái tay ra, đừng ngậm tay dơ em. Con nào? Thích con đấy không? Con đấy bắt con đấy. Ông con đấy về nuôi đi. Để cho uống nước hả? Được thế. Dạ. Đây. Gần 4 kg mẹ rồi. Ngồi lật 4 ký ạ. Review cho các bạn thấy con cún, con bét mới chưa về nhà đâu nha anh em. Đấy, chưa về nhà đâu nhưng mà mình sẽ rước em nó về. Để anh Châu tặng cho mình, sếp tặng mình con này. Rồi ok, ai có nhu cầu thì đúng rồi liên hệ với anh Châu, mình sẽ để số điện thoại ở dưới. Còn nó hai, còn hai được hai cái. Hai được hai cái hả? Bao vaccine. Không biết bán giá như nào nhưng mà anh bao vaccine. Bao bảo hành cho 6 tháng. Đấy. Đó thì yên tâm rồi. Đó thì chó đực, lát nữa mình sẽ review cho các bạn xem con chó bố của nó sẽ như thế nào. Đấy, chó mẹ nãy giờ các bạn thấy rồi. Hai con bé nó vẫn chưa phát hiện ra được. À. Hình như nó đã thấy rồi. Ai. No nha. Đây. No. Bây, nói luôn với các bạn đây là con này chính là con chó bố của nó đây. Bố của con này đây. Đấy anh em thấy không? Này. Anh đang rất sợ. Đang có vẻ rất là sợ anh em ạ. Đấy, con này là con bố của nó đây. Anh em thấy không? Cho bố. Đấy, cho bố lấy vợ để ra được con này. Còn về đây lấy thêm vợ hai đây. Vợ hai đây. Đây là dì ghé. dì ghé và con chồng. Chết mẹ đây rồi. Các bạn nghĩ nên đặt tên cho con này là tên gì anh em? Trong cái cảnh ngộ dì ghẻ và con chồng như thế này thì chúng ta nên đặt tên gì cho nó hợp lý? À. Đây mình sẽ mở xích cho con Bi. Bi là chó bố. Không được nha, nó nhỏ chưa? Dù gì cũng là con của mày nha mày. No. Dù gì cũng là con ghẻ của mày. Đấy. No. Dù gì cũng là con ghẻ nên mày phải đối xử cho nó cho đàng hoàng, mày không được vọ như vậy. Chưa gì hết mà mày đổ vọ, mày hầm hè nó vậy thì sao? Hả? Không được cắn nó chưa? Này. Mình phải giữ nó lại cho nó làm quen, không được cắn nó. Thank you.
Ăn miếng gì mày? À, ăn đi. Xin miếng to vậy. Dù sao là con của chồng mày. Cảm ơn các bạn đang theo dõi video nha. Nếu các bạn thấy thích thì hãy nhấn like, subscribe kênh để ủng hộ. Và các bạn nhớ gợi ý cho mình là nên đặt tên cho con bé này trong hoàn cảnh này là tên gì là hợp lý nha mọi người. Đấy, cảm ơn các bạn.